Cầu An Châu là công trình giao thông bắc qua hai xã Hòa Phú và Hòa Phong của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Trước đây, khi mùa mưa đến, người dân không thể qua lại khu vực này. Khi chủ trương xây dựng cầu An Châu được triển khai, dù chưa áp giá đền bù, nhưng bà con hai đầu cầu đã chủ động bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu thi công sớm hoàn thành công trình. Cầu An Châu có chiều dài 64m, chiều rộng 9m. Khởi công từ tháng 3 năm 2023, thời gian thi công là 240 ngày. Theo ban quản lý dự án huyện Hòa Vang, dự án có 19 hồ sơ giải phóng mặt bằng. Áp lực lớn nhất là công trình phải hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Nếu mà người dân mà không đồng thuận hay là người dân phải chờ đến khi mà đầy đủ tất thủ tục thì nó sẽ lao, thì nó ảnh hưởng, nó sẽ rơi vào mùa mưa. Khi mùa mưa thì cái biện pháp thi công rất là khó. Và khi anh đào ra thì nước suối và mưa gió ảnh hưởng rất lớn đến cái tiến độ và chất lượng của cây cầu. Hộ ông Phan Ngọc Trung có 153 m2 đất bị ảnh hưởng bởi dự án. Dù chưa biết giá trị đền bù nhưng trước nhu cầu bức thiết về giao thông liên thôn xã, ông đã tự nguyện bàn giao đất để đơn vị thi công triển khai máy móc, vật liệu phục vụ công trình. Đối với ông Trung cũng như bà con hai xã thì cầu An Châu hoàn thành chính là niềm mơ ước nhiều năm qua. Còn trong quá trình thi công thì người dân họ rất ủng hộ. Người ta họ tự là chặt cây chặt cáo hết đi để người ta họ cho đơn vị thi công cũng như bên dự án của huyện là có đủ điều kiện để người ta họ thi công. Và cái mong muốn nhất là cái người dân là làm sao rồi mà gót dầm rồi á thì quan trọng nhất là hơi cái mố cầu cho phở thông. Chứ không mùa mưa lũ tháng 10 á, đặc biệt ở đây là tháng 10 âm lịch là nước sẽ lớn. Lớn là người dân họ đi không được, cho nên họ mong muốn nhất á là khi cầu lô dầm á là phở dễ phán cho được là lồm hơi mố cầu để cho người ta họ đi đi bộ. Qua mùa mưa lũ. Ban giải phóng mặt bằng huyện cũng kết hợp với là Ủy ban xã Phú cũng như ban nhân thôn Châu vận động bà con đã bàn giao một số mặt bằng, tuy rằng là chưa có ốp giá đền bù nhưng mà cũng đã bàn giao số mặt bằng để đơn vị thi công đến nay cũng được là tốt 90% rồi. Đó là cũng là cái mong ước chung của bà con cũng như là các đơn vị thi công. Đầu tháng 10, cây cầu An Châu hợp lòng, hai bà con xã Hòa Phú và Hòa Phong vui mừng phấn khởi. Bởi giờ đây con em của họ sẽ không còn phải chịu cảnh vượt lũ để đi học. Nhưng quan trọng hơn, cây cầu là công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng, sớm hoàn thành tiêu chí đô thị loại 4. Phấn đấu xây dựng huyện Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025.